qua đất nhà của người ta đó kìa. Cũng không biết sao mình thấy hành trình là thấy kiểu nó bọt qua đất người ta thì mình lâu trở lại, chứ mình để bển nhiều khi người ta phàn nàn mất công á. Chúng có dòm ngó nhưng thấy mấy cái nhà đó nó không có đẹp cô bác anh chị, mà nhà của người ta mình không dám chê, nhưng mà mình thấy khi mình rút kinh nghiệm cho bản thân là mình sẽ lót, nếu mình không làm nhà của mình thì thôi, nếu mà làm thì mình sẽ làm đẹp hơn cái nhà của người đó. Hello Nhung, chào buổi sáng cả nhà nha. Hôm nay đi ra thăm vườn ngày lạnh cô bán chi ơi. Thời tiết bắt đầu chuyển mùa rồi, ra đây ra thăm rau cải một hai ngày nữa xong là phải bưng vô nhà rồi cô bán chị ơi, lạnh quá. Sáng sớm là còn có bốn mấy 50 độ, lạnh nó quá chừng lạnh luôn. Cây ớt hôm nay cũng ra trái xum xuê trơn mà nó chưa chín nha cô bán chị. Ớt này thì đặc biệt là cái trái nó dài hơn cái ớt đằng kia. Đằng kia là ớt nó tròn tròn giống như trái bí, còn này nó dài dài, nó dẹp dẹp như này nè, mà không biết có cay hay không nữa. Tại ớt này hôm bữa giờ chưa có ai ăn hết, nói nó còn sống á, lạnh quá nó muốn chết hết trơn cô bán chị ơi. À, bên đây hành nè, nó tươi tốt dễ sợ, hôm bữa giờ Nhung hái ăn mấy lần luôn rồi đó mà vẫn tốt ha. Đặc biệt cái là hành nó chịu được nhiệt độ lạnh nha cô bán chị, càng lạnh nó càng tốt nữa. Với cái nữa là khi mà đông đá đóng tuyết luôn mà nó vẫn còn sống cô bán chị, nên là hành có thể để ngoài trời này cũng được không sao, trừ khi đông đá hay nó cứng công hành thôi. Sổ lá xong cái cọng hành là cô bác anh chị thấy hả, bằng ngón tay của Nhung luôn rồi nè, nó dài mà tốt ghê luôn, mà cứng hành lắm cô bác anh chị. Mình ăn kiểu mình tước tước bẻ bẻ nó ra tốt lắm. Thôi bây giờ để thu hoạch mấy trái đậu bắp này trước đi. Đậu bắp này chủ yếu là cắt vô để uống thôi cô bác anh chị, chứ đâu có ăn, có một hai trái mà ăn gì. Ở bên đằng kia cái bụi lá mơ của Nhung ha, nó bò qua sân nhà người ta, qua đất nhà người ta, quá trời quá đất luôn à. Ớt này bữa giờ thì cũng thu hoạch nhiều à, mà ớt này thì cay nha cô bác anh chị. Ớt này thì dạng cay mà cay dừa dừa chứ không phải cay xé lắm. Còn cái trái ớt bí kia kìa thì bữa chị kia nó có trái ớt tên tiếng Anh gì quên mất tiêu rồi. Trái thấy thường chưa, thấy ham chưa, trồng cái cây gì mà có trái nhiều ham lắm cô bác anh chị nè. Quá chừng trái luôn rồi, lòng thòng xuống nè. Mà Nhung nghĩ chắc thấy ớt này chắc nghĩ không cay quá. Công nhận ở trong ruột chắc nó không có ruột hột hay sao đó, nó dẹp lép xuống như nè. Mà trái ớt cái nhẹ tưng à. À, mấy cái nhánh nè, từ từ của cây ớt cái bên đây á, cái nhánh nhỏ nhỏ xuống dưới nè cô bác anh chị. Nè, mấy cái chồi non nó nhảy mầm ra nó cũng có bông, nó cũng có trái nè. Công nhận cái ớt này cũng dữ dằn ha. Lá trúc hôm bữa giờ Nhung hái bây giờ nó lên lá non nè cô bác anh chị. À, có cái anh chị kia chỉ Nhung á, đang pha cái nước ớt bột á, để xịt cho cái cây trúc nhà Nhung cho đừng có sâu, đừng có rầy con kiến rồi nè. Nhưng mà Nhung quên, Nhung chưa làm nữa. Để chiều nay có thời gian chắc Nhung làm xịt thử rồi. Nhìn thấy ăn mấy cái lá này trơn củi trơn nè, uổng ghê luôn á. Rồi, đây là chị ớt hôm bữa giờ. Là ớt này rất là cay nghe cô bác anh chị. Tại hôm bữa giờ Nhung hái Nhung cho nha, nhiều người đó, nhiều người ăn thử người ta nói là cay. À, giờ chín là thu hoạch cho luôn, lạnh quá nó cũng muốn chết rồi cô bán chị ơi, cũng úa lá hết rồi, bắt đầu chuyển mùa, bắt đầu lạnh này. Không có thích ăn ớt, không có biết ăn ớt mà trồng ta nói đủ thứ hết trơn. Cái này là hôm bữa tự nhiên nó lên rồi cô bán chị, lên đem bứng trồng chứ không phải trồng đâu. Ồ, có cái ớt này á, trái này im ghê luôn á. Cái này người ta gọi là ớt đó, giống như kiểu ớt hiểm á cô bác anh chị. Ớt này này à, nấu lẩu gà này kia nhức nách, với lại đâm mua ớt rồi cô bác anh chị. Ớt này mà đâm mua ớt là ngon lắm luôn. Mà nó rất là dễ rụng, giống như là nó hơi vừa được chứ mà nó chín quá cái là nó, cô bác anh chị thấy nó sứt cái cùi ra trơn à. Cái này mình hái nó vừa hơi nhã vàng vàng á, là mình hái thì hy vọng cái cuốn nó còn, với nó chín một chút là tự nó xích cái cuốn ra. Để Nhung ra ngoài này Nhung cắt mấy trái đậu bắp này lên đây. Đậu bắp này nó cũng tự lên nè cô bác anh chị, nó tự lên, bữa giờ nó ở ngoài kẹt này nè, rồi nó già luôn rồi, rồi nó già cô bác anh chị ơi. Rồi mình cắt cái non thôi, cắt cái non hay cái già để đi, cái già để làm giống luôn, già nè. Mà cô bán chị thấy giống trái đậu bắp nó già, nó dài ghê chưa. Cái này nó bị bứng phân cỏ dục ở đây nó cũng lên nữa cô bán chị. Cho cô bán chị mình xem lá mơ nhà Nhung nè, cái bàn tay xòe của Nhung nè,
mới hết cái lá mơ này. Cái gì đâu mà khủng khiếp quá trời. Cô bác anh chị nên cân nhắc trước khi trồng cái lá mơ này nha. Trồng một cái nó bò cùng làng, khắp xứ, khắp làng, khắp xóm hết trơn cô bác anh chị ơi. Trồng chỉ một lần thôi nó bò tùm lum hết trơn, giờ muốn phá phá không được luôn nè. Ôi chàng ơi, thấy cưng chưa? Hôm bữa giờ không có ra đây, không có để ý cô bác anh chị. Bữa Nhung vũ cái bao cải, hột cải xuống đây mà nó lên cơ nè. Hồi ôi quá chừng quá đất luôn rồi. Thôi để xịt nước tưới luôn, chẳng sẵn có cải ăn luôn. Quá chừng tốt luôn nè. Bên đây cũng vậy nè. Bên đây bữa Nhung vũ cái bao sơ sơ mà nó lên nè cô bác anh chị ơi, quá chừng luôn rồi. Mà cải thì nó chịu mùa lạnh á, càng lạnh nó càng tốt. Để Nhung nhổ cỏ sơ sơ chỗ này đi rồi xịt nước tưới, hay mốt có cải ăn luôn. Trời ơi, thấy cưng chưa? Cả nhí nhí này ăn bánh xèo thôi hết sảy luôn cô bác anh chị. Hoặc là mình cuốn rau sống mình ăn á. Mới vừa tưới nước cho mấy ẻm xong nè. Sáng sớm không có năng lượng liền ha. Nạp năng lượng bằng những cái giọt nước. Ngoài kia thì Nhung cũng mới vừa nhổ cỏ xong rồi. Bây giờ Nhung sẽ ra đó tưới nước thêm cái đám cải Nhung. Nãy Nhung nhổ cỏ xong rồi. Giờ tưới. Tưới xong vài bữa cho nó cứng cứng cây lên chút xíu là Nhung sẽ cho kiểu mà bứng bên đây dời qua kia. Cái này mình phải tưới rất là nhẹ nhàng, nâng niu. Tưới nhiều nó bả, tại vì thân cái này giống như cái mầm cải thôi. Công nhận cải tốt dễ sợ luôn. Cái bồn này là sạch nè, tại vì không có cỏ gì trong đây trơn á. Bơm nước nhiều cái chỗ mà không có cải, cho nó chảy từ từ ở mấy chỗ kia, thấm phân đất mềm á. Cái cải này mình tưới nước mà tưới mạnh lên cho nó dập lá chừng cô bác anh chị, tại vì nó non á. Có nắng lên chút xíu nè. Có cô bác anh chị nào thấy cái lá mơ bé lớn rồi chưa? Cái lá mơ bự hơn cái mặt của Nhung. Lá mơ mà lớn hơn cái mặt của Nhung là cô bác anh chị biết rồi. Lá mơ nè. Nè, lá mơ mà lớn hơn cái mặt Nhung nữa nè. Công nhận trồng cái vàng mơ là lá tốt. Hôm bữa anh xã Nhung bệnh á, anh uống tôi nói hả, nó cụ lũi hết trơn không còn lá. Bữa nay nó ra xum xê hết trơn. Có mưa xuống nó lên dữ lắm cô bác anh chị, nó nhảy tùm lum hết trơn á. Qua đất nhà của người ta đó kìa, cũng không biết sao mình thấy hành trình là thấy kiểu nó bọt qua đất người ta thì mình lâu trở lại. Chứ mình để bệnh nhiều khi người ta phàn nàn mất công á. Ở đây gặp ở xóm nhìn Nhung mấy người ở xóm cũng dễ tính á. À, lá mơ hay còn gọi là lá thú địch, hay còn gọi là kiểu giống như lá hai mặt á. À, một mặt tím nè, một mặt xanh ha. Mặt con này màu xanh, mặt này màu tím. Tại dưới nắng nó ẩn lại đó cô bác anh chị, chứ bên xanh bên tím nha. Sáng ra vườn thu hoạch được nhiều đó rồi đó. Tưới được ba cái cải, nhổ được ba cái cây, thấy mừng. Lá mơ nè cô bác anh chị, xum xê hết trơn nha. Không tưới một giọt nước nào hết trơn mà nó tự tốt vậy đó. Tưới nước nữa chắc không biết nó tốt, nó bò tới đâu. Như nó bò qua đất, qua sân nhà người ta nè. Anh Nhung lâu Nhung kéo lại nó được. Không có cho bò qua nhà người ta. Bò cùng làng khắp xứ hết trơn á. Quá trời qua đất rồi. Đây là bụi bồ công anh. Nói chung năm nay không có trồng cái gì ngoài vườn hết trơn, nên là thấy vườn tược tùm lum tùm la, không trồng mà cũng không chăm sóc luôn. Cỏ hôm nay cũng cao cao nè. Mấy bụi xả bên kia giờ đang chuẩn bị chắc 1 tuần 2 tuần nữa là Nhung cũng phải ra nhổ xả vô nhà, cắt sắt ra một số thì sắt ra để xây nhuyễn bỏ tủ đá để dành ăn, còn số Nhung sẽ để nguyên cây nguyên cọng để nhiều khi mình cần nấu cái gì nguyên cọng nguyên cây có đó. Cải này hôm nay lên ngồng hết trơn à. Bữa nó tốt không ăn á cô bác anh chị, giống như kiểu nãy dạ lên ngồng hết rồi nè. Ở ngoài này có một bụi mọc giữa trời nè, mọc gì mà cũng lên được luôn. Nguyên nhà có cây rau muống, cây rau muống cũng tự mọc luôn. Rồi đậu đũa, quá trời đậu đũa nè. Để hái đậu đũa vô xào ăn cô bác anh chị ơi. Đậu đũa nhà Nhung thì cũng tự mọc tự lên luôn, năm nay cái gì cũng tự thân hết chứ không có chăm sóc, không có trồng trọt gì hết. Mà đậu đũa nhanh lắm cô bác anh chị, lấy quay cái già lấy quay cái già. Mấy trái này còn non thôi, vài bữa nó hái. Hái mấy trái này hơi già già thôi. Có mưa xuống lại tốt dữ lắm. À, mấy này già nhóc hết trơn nè. Trên đây mấy trái này bự bự là già hết rồi. Bữa giờ đâu có đi ra vườn đâu.
Mấy trái này dài bữa mới ăn được. Còn non. Còn non thì mình hái ủ, mà già thì hái ăn không ngon. Ớt ha. Đậu bắp ha. Mấy được mấy trái đậu bắp, hái thêm hai lá mơ vô khoe với anh xã. Rồi mấy nấm đậu. Rồi bây giờ đi vô thôi. Lâu lâu được hôm có ngày nghỉ, sáng giờ đi ra vườn chăm sóc cây, thu hoạch này kia các kiểu xong hết rồi có bán chị. Giờ còn sớm thời gian nên là Nhung sẽ tranh thủ đi shopping một vòng. Sẵn đi mua ít đồ để trang trí cái phòng của Nhung đó. Thì Nhung cũng chưa biết là mua cái gì nữa. Bây giờ cứ đi dòm ngó coi có cái gì mình thấy phù hợp với giống như kiểu mình thích bắt mắt thì mình mua trang trí thôi. Rồi cô bán chị mình theo Nhung đi shopping ngày hôm nay coi Nhung mua được cái gì như thế nào nha. Hiện tại bây giờ trên đồng hồ của xe là 90 độ F. Thời tiết thì bắt đầu kiểu giống như là xoay chuyển giờ từ từ đó cô bán chị. Hôm bữa giờ thì có bữa lạnh bữa nóng. Nhưng mà thường thì giữa tháng 10 hoặc cuối tháng 10 là bắt đầu xe lạnh đó cô bán chị. Mấy cái cây nhà Nhung thì sáng Nhung ra chăm sóc tưới nước thì thấy nó vẫn còn tươi tốt. Chắc là một tuần hai tuần nữa đó, khi mà lạnh xuống thì Nhung sẽ đem vô trong nhà, đem từ từ vô mái che. Nếu mà lạnh quá thì Nhung sẽ đem vô gara. Còn cái cây trúc mà nếu mà lạnh quá lạnh thì Nhung sẽ đem vô nhà luôn, tại có một cây một mà. Còn mấy cái kia thì để ngoài gara cũng được, chứ mấy cái đó mà đem vô nhà dơ đó. Ngày mai này chắc là Nhung phải đi vô trong lô, trong home depot đó cô bác chị, để coi gạch đó. Tại vì hôm bữa giờ cũng định là sẽ lót gạch luôn, nhưng mà cho anh thợ ảnh nghỉ ngơi thời gian, với lại cho anh xã Nhung ảnh đi nội soi cái ruột coi làm sao. Cũng may một điều là khi mà anh xã Nhung đi nội soi ruột á thì kết quả về rất là tốt, bình thường không có bị sao hết, tinh thần anh cũng thoải mái. Và mai này chắc Nhung đi coi gạch rồi xong thì sẽ sắp xếp để anh xã Nhung anh lấy chiếc xe về, tại xe hôm bữa giờ anh sửa chiếc xe chưa xong cô bác anh chị. Hôm bữa giờ anh bỏ chiếc xe sửa cũng gần tháng rồi đó, chắc cũng có tháng hơn rồi đó. Ở bên đây bỏ xe đi sửa rất là lâu cô bác anh chị, nên là đợi anh sửa xe xong rồi bắt đầu Nhung coi gạch, xong rồi hai chồng Nhung sẽ mua gạch đem về từ từ. Rồi cái sẽ hai chồng Nhung cũng sẽ từ từ dời đồ lột thảm từ từ, rồi xong xuôi hết thì anh thợ anh đến làm giùm cho. Cái anh mà hôm bữa giờ làm giùm cho Nhung cái phòng ở trên lầu đó, nói chung là bạn của anh xã Nhung thì anh nói là anh qua anh phụ thôi, nhưng mà mình cứ chuẩn bị sẵn sàng hết, chừng nào xong cái nhắn anh tiếng là anh qua anh phụ. Tại vì anh cũng đi làm, anh nghỉ có ngày chủ nhật cô bác anh chị, mà nhiều khi mình nhờ anh làm cũng ngại, nhưng mà lúc đầu Nhung cũng định kêu thợ làm nhưng mà anh không chịu, anh nói thôi để anh làm cho, với lại ảnh tính ảnh kỹ lưỡng cô bác anh chị, anh làm Nhung vừa ý lắm. Còn mấy thợ kia thì lót cái kiểu giống như người ta làm ta ăn tiền á, mà kiểu giống như cũng không có tỉ mỉ, không có sắc sảo bằng cái anh này. Nhung đến nhà nhiều người Nhung thấy lót gạch á, cái khoảng cách giữa cái hai miếng gạch với nhau quá xa, quá lớn, nhìn giống như là không có đẹp mắt á. Nhung thì Nhung muốn lót hai miếng gạch cho nó khích, là thiệt là khích luôn, có nghĩa là cái khoảng cách mà giống như nó chỉ một lần nhỏ xíu thôi. Còn Nhung thấy nhiều nhà đi hở khoảng cách nhiều khi có bằng một ngón tay luôn cô bác chị, mà hở khoảng một ngón tay cái mình trét cái xi măng trắng cái ron, nó nhìn thấy nó kỳ kỳ đó, nhìn vô cái nhà nhìn thấy không có khéo không đẹp liền. Là Nhung thấy một số nhà của một số cô bác anh chị vòng vòng chỗ Nhung đi, bữa giờ Nhung đi vòng vòng nhà người này kia chơi đó, thì Nhung có tham khảo, Nhung có dòm ngó. Nói chung là Nhung có dòm ngó, Nhung thấy mấy cái nhà đó nó không có đẹp cô bác anh chị, mà nhà của người ta mình không dám chê. Nhưng mà mình thấy chỉ mình rút kinh nghiệm cho bản thân là mình sẽ lót, nếu mình không làm nhà của mình thì thôi, nếu mà làm thì mình sẽ làm đẹp hơn cái nhà của người đó, là bằng cách là mình sẽ lót gạch khích lại như xíu. Bữa Nhung nói chuyện với anh thợ nhà Nhung á, thì anh đó anh cũng nói anh biết làm, nói chung là khích cỡ nào thì có cỡ có sai trên cô bán chị, Nhung chỉ cần lựa chọn thôi. Thì nếu mà có lựa chọn thì Nhung sẽ lựa chọn cái nào mà đẹp nhất á, đẹp nhất mà nói chung kiểu lót khích lại thì Nhung nghĩ cũng không có tốn công bao nhiêu đâu. Tại vì cái miếng gạch lớn mà đâu phải miếng gạch nhỏ đâu, nên là nếu mà làm thì Nhung sẽ lót khích lại với nhau nhìn cho nó đẹp, chứ cái khoảng cách giữa miếng gạch này miếng gạch kia lớn quá nhìn nó kỳ, nó không đẹp lắm. Hiện tại Nhung đang có mặt bên ngoài bãi đậu xe của tiệm shopping phía trước là Marshall. Bây giờ là 4 giờ mấy chiều cô bác anh chị, hôm nay Nhung làm công chuyện trễ á, nên đi trễ. Bên ngoài bãi đậu xe thì cũng còn vắng vẻ, khu vực này thì có nhiều nhà hàng, quán ăn này kia, nói chung là tiệm shopping gần gần ở đây. Giờ Nhung mời cô bán chị mình cùng Nhung vào bên trong để khám phá coi Nhung mua được những gì ở bên trong chợ này nha. Vừa bước vào bên trong thì phát hiện ở đây mở nhạc quá lớn cô bán chị ơi.
Nhung sợ bị dính bản quyền này khi mất công á, nên là Nhung tạm thời tắt tiếng và lồng tiếng cho cô bán chị mình nghe nhạc và đi dạo cùng với Nhung shopping một vòng nha. Coi Nhung mua được cái gì thì Nhung sẽ chia sẻ cô bán chị mình sau nha. Đây là khu vực bán quần áo, đồ ngủ. Sắp đến là lễ Halloween rồi nên là người ta trưng bày những cái sản phẩm giống như liên quan tới lễ Halloween là lễ ma đó. Những trái bí, trái pumpkin nè, rồi hình con nhện, hình con ma, nói chung là những cái màu đen, màu tối, khúc xương này kia nọ giống như kiểu là liên quan tới lễ Halloween đó. Hôm bữa trước Nhung cũng mua một cái đôi dép mang trong nhà cũng ở khu vực tương tự này nè. Bây giờ Nhung đang tìm mua trên xã Nhung một đôi, nếu có thì mua giống nhau để hai chồng mang cho vui. À có đây nè, giống như cái đôi này là đôi giống như là cái bánh hamburger đó cô bác anh chị. Bữa Nhung mua một đôi cũng tương tự như thế này, mà hình con sâu cũng thấy thương lắm. Thì thôi để Nhung mua trên xã Nhung một đôi về hai chồng mang chung mùa đông cho vui. Tại vì những cái đôi này thì mình mang mùa nào cũng được, chứ còn những đôi hình trái bí thế này kia thì chỉ mang được trong cái lễ Halloween thôi. Chứ mang những cái ngày thường như Christmas, Noel này kia thì nó kỳ kỳ, nó không có ý nghĩa. Khu vực không thể bỏ qua khi mỗi lần Nhung đi shopping nè cô bác anh chị. Đồ nhà bếp ha, mua không mua gì mỗi lần đi cũng phải ghé xuống dưới đây dòm ngó, ngắm nghía coi có cái gì lạ lạ, đặc biệt không. Cái gì giống như bắt mắt, cần thiết nhất thì sẽ mua. Giống như cái này nhà Nhung cũng có rồi nè, nhưng mà cái kiểu khác. Còn hôm nay cái kiểu này hơi lạ lạ, cũng thấy cũng mắc rờ cô bác anh chị. Giống như kiểu bị ghiền đó. Thôi kệ gờ cho đỡ đi, coi chừng nào mà cần thiết thì mua ha. Chứ cái này ở nhà Nhung cũng có rồi. Cái bộ tô muỗng đũa để ăn mì, ăn phở này kia đó. Thì hôm bữa giờ Nhung cũng đang tìm mua một cái để dưới đất trên xã Nhung anh ăn ở dưới. Cái tô này thì nhìn thấy cũng được mà thấy nó hơi lớn cô bác anh chị à. Ở đây thì Nhung thích nhất là cái muỗng. Cái tô thì không quan trọng lắm, tô thì ở nhà Nhung cũng có nhiều. Nhưng mà Nhung thích cái muỗng nè cô bác anh chị. Giống như nó bằng sứ vậy đó. Mà kiểu giống như là nó nặng cô bác anh chị. Mà màu trắng này nè, mà cái muỗng lớn nữa. Nhung thích cái muỗng này lắm. Mà hôm nay Nhung đi Nhung thấy cũng nhiều quá chừng luôn nè. Để suy nghĩ coi có cần mua hay không. Một khi nhìn thấy cái gì đó mình đúng sở thích, đúng cái đam mê của mình, cái mắc rờ hoài cô bác anh chị, giống như cầm lên cầm xuống hoài, suy nghĩ hoài. Nhưng mà không biết là nên mua cái nào cho đẹp nè. Nhung thì Nhung thích màu trắng đen, Nhung định mua cái màu sọc trắng đen kia. Nhưng mà anh xã Nhung thì để cho cái anh. Ủa có đây có cái dĩa đẹp quá ta. Ồ cái dĩa đẹp quá chừng luôn nè. Cái này là của nước Anh, nước Đức gì đây sản xuất nè. Ồ, đang sale cô bán chị à. Có dán màu đỏ đang sale. Để Nhung coi kỹ lên coi giá bao nhiêu tiền nha. 4 đồng 50 sen. À, đây là cái dĩa mà chắc phải mua rồi. Tại vì thích quá, đẹp quá. Đó, mà đang sale rẻ là cô bán chị có 4 đồng 50 sen à. Rồi, để Nhung mua 2 cái. Hình như ở đây có 2-3 cái gì đó để Nhung lựa ra. Đây là cái mẫu dĩa mà hôm bữa giờ Nhung thích. Ở nhà Nhung cũng có mấy cái. Cái mẫu bụm bụm như nè cô bác anh chị, nhiều khi mình để cá chiên sốt cà này kia hoặc đồ xào này kia lên á, đồ mà có hơi nước nước thì mình không có sợ bị tràn nước chảy ra ngoài á. Còn mấy cái dĩa mà chặt chẹt á thì giống như kiểu mình để đồ thì nó đẹp, nó bằng phẳng thiệt nhưng mà nó bị chảy nước. Còn đây là cái tô mà Nhung đang cầm cũng suy nghĩ muốn mua nè, cái kiểu thấy gì cũng lạ lạ. Nếu mà theo Nhung thì Nhung sẽ mua cái tô này, nhưng mà thôi khi mà mua được cái dĩa thì Nhung sẽ chọn cái tô màu xanh, vì màu xanh của cái dĩa với màu xanh của cái tô này hai cái nó cũng tương đồng với nhau. Chứ mình chọn cái tô màu trắng đen vô thì nhìn nó không có đẹp lắm ha. Đó, được rồi, thấy thương chưa. Cái tô này thì 7 đồng 99 của bác anh chị, tại có kèm muỗng với đũa đó. Nhưng mà Nhung thích cái muỗng quá chừng luôn. Bên này cũng chén dĩa, mấy cái hũ thủy tinh, mấy cái hũ sứ này kia nè. Những cái này người ta có để tên sẵn á. Nhất là những người Mỹ người ta sử dụng mấy cái hũ mà có ghi tên sẵn nè cô bác anh chị. Người ta để đồ vô luôn, giống như cà phê, đường, muối gì đó, người ta để sẵn gì đó, nó tiện. Bên này là khu vực đèn cầy sáp thơm. Ở đây người Mỹ người ta rất là quan trọng cái mùi thơm của sáp đèn cầy cô bác anh chị. Nhất là những ngày lễ thì người ta thường tặng cho nhau những cái sáp đèn cầy này. Nhà ở Mỹ xây hầu như là toàn nhà kính, nên là khi đốt đèn cầy lên sẽ tỏ cái mùi hương thơm khắp nhà đó cô bác anh chị. Còn bên đây là khu vực bán đồ giống như kiểu giảm giá đồ sale. Mỗi một sản phẩm còn 1-2 thứ đó thì người ta dồn ra để ngoài này. Và thường khu vực sale nhiều sẽ dán cái giá màu đỏ hoặc là màu vàng. Nhung cũng định lựa những bức tranh nè. Nhưng mà ở đây những cái bức tranh này Nhung thấy nó không có phù hợp. Nó nặng và nó mắc tiền cô bác anh chị.
Cái phòng của Nhung ở trên lầu thì không có thể treo được những cái khung hình rất là nặng, chỉ treo những cái nhẹ nhẹ thôi, chứ nặng quá là treo lên, tại vì nó là siêu broad không á, nên là mình không có treo cái nặng nặng được. Ở đâu thì tiệm shopping nào mình đi mình cũng thấy những cái sản phẩm có nguồn gốc từ lục bình ở Việt Nam mình hết ha. Bên này là khu vực bán thùng rác, Nhung cũng đang tìm một cái để trên lầu của Nhung đó. Thấy màu trắng này cũng được, nhưng mà kiểu này lạ lạ, nó nhọn nhọn. Để Nhung mua cái thùng tròn tròn hay là cái thùng kiểu giống như nó vuông vuông, chứ cái thùng xéo xéo này để nhìn đi không đẹp. Ồ, có mấy cái này đẹp ghê nè. Đấy, cái màu trắng này, có màu này màu kia nè. Cái thùng này lạ lạ, tròn tròn đẹp quá. Ừ, hình như cái cây nó bị giống như nó bị cái cây vấn đề rồi cô bác anh chị. Cái nắp để xuống dở lên không được nè. Để Nhung tìm cái khác coi sao. Ở đây có nhiều mẫu mã đẹp quá chừng luôn. Hồi trước giờ mấy cái thùng nhỏ nhỏ này thì thấy nhiều rồi ha, nhưng mà hôm nay mới lần đầu tiên thấy mấy cái mẫu mà kiểu giống như nó lạ lạ nè cô bác anh chị. Với hình bầu, hình tròn nhìn cũng đẹp ghê. Trước giờ thùng lớn thì thấy nhiều ha, chứ thùng nhỏ này thấy. Cái này cũng được nè, màu trắng ha. Nhưng mà chắc Nhung phải mua cái màu đen quá, tại vì thường thùng rác là dơ cô bác anh chị, nên mình mua cái màu đen sẽ đẹp hơn. Trên phòng Nhung thì màu trắng đen hoặc là xanh. Bây giờ bàn ghế thì bàn màu trắng rồi. Thôi bây giờ Nhung sẽ mua thùng rác màu đen đi, để cho sạch sẽ cô bác anh chị. Nói gì chứ giữa màu đen màu trắng thì màu đen nó sạch hơn ha. Sau một hồi lựa chọn đi tới lui thì cuối cùng quyết định là chọn một cái thùng rác màu đen này cô bác anh chị. Tại vì nó kích thước nó cũng vừa tầm với cái phòng của Nhung. Và cái thứ hai nữa, màu đen là cái màu Nhung cũng đang định mua nó, tại vì cái màu này nó sạch đó. Thôi Nhung lấy cái màu này đi. Rồi xong một chợ rồi cô bác anh chị. Nói đi vô đi mua đồ mà vô kiểu giống như mình kiểu cái máu của Nhung đam mê như đồ nhà bếp á, nên là vô trong đồ nhà bếp mua hết mấy cái dĩa mấy cái tô, rồi đi vòng vòng mua đồ lặt vặt này kia, cuối cùng thì mua được có một cái thùng rác ở trên lầu thôi. Cái thùng rác để ngay chỗ cái bàn làm việc của Nhung á, nhiều khi giấy tờ này kêu Nhung bỏ vô có cái thùng rác để bỏ vô đó, là mới mua được cái thùng rác thôi, chưa mua được gì hết. Thì anh xã Nhung anh gọi là anh kêu ghé chợ Dollar Tree, chợ một đồng để mua đồ giùm cho ảnh á, thì cũng gần kế bên chỗ Nhung đi shopping nè. Thôi bây giờ nhưng mà cô bác anh chị mình tiếp tục theo Nhung đi qua một cái chợ kế bên nữa. Đó là chợ Dollar Tree, hay còn gọi là chợ một đồng. Hồi trước thì cái chợ này bán tất cả các sản phẩm có một đồng thôi cô bác anh chị. Nhưng mà sau này lên giá lại rồi. Cũng có một số cái một đồng, số cái là một đồng 25 cent. Cũng gần kế bên nè, em giật. Đó, đối diện bên kia cái chữ xinh xanh đó. Đó là chợ một đồng đó. 5 giờ mấy rồi ha. Hồi nãy đi là 4 giờ hơn. Bây giờ 5 giờ mấy là đi 1 tiếng hồ đúng rồi đó. Đi vô mua đủ thứ trần, đi vô kiếm cả buổi trà không có, cô bán chia. Thôi đi ra đi về luôn. Kiếm cái loại của anh xã Nhung cần á. Nhưng mà ở đây hỏi người ta nói ở đây cũng không có bán cái loại đó. Ảnh coi online thì có, nhưng mà ở tiệm thì không có. Thôi bây giờ để ngày mai Nhung đi chợ Walmart mua, tại trong chợ Walmart có nhiều á. Đổi cái nón đi từ trưa giờ nè, giờ hết nắng luôn rồi. Mà lột cái nón này thì cái đầu nó có cái ngấn, với lại kiểu giống như nó bị xù xù tóc của cô bác anh chị, nên thôi đi về luôn đi. Xe đậu sát quá nên là nó da hết sức cẩn thận. Bây giờ là 6 giờ đúng luôn rồi, nãy giờ đi gần 2 tiếng đồng hồ cô bác anh chị ơi, giống như là đi làm luôn đó. Đi làm thường thì 6 giờ cũng ra về. Hôm nay thì không có đi làm, đi shopping cũng 6 giờ mới về. Ở xóm nhà Nhung khu dưới kia kìa. Mấy người này giống như nhà ở đông người lắm hay sao mà xe quá trời xe luôn. Đó là cuối tuần có người này từng kia tới chơi thì không biết nữa. Rồi đến nhà rồi. Đi một vòng xong về đến nhà đói bụng quá cô bác anh chị ơi. Bây giờ lấy cá ra để nấu canh chua và kho tộ. Đây là cá điêu hồng hôm bữa trước Nhung mua trong chợ Costco đó. Tươi ngon quá chừng luôn. Món ăn đặc sản ở quê Nhung á, là canh chua và cá kho tộ. Lâu lắm rồi thì hai chồng chưa có bữa cơm gia đình ăn chung với nhau. Hôm nay được ngày nghỉ á, nên là hai vợ chồng sẽ nấu canh chua, cá kho tộ bằng cá điêu hồng rồi nè. Với rau dường thì nhà có chị nấu đó cô bác anh chị. Bạc hà, cà chua, giá khóm này kia thôi. Với mấy chai đậu bắp Nhung hái vô đó. Nhung bỏ vô nấu canh chua luôn. Giờ mời cô bán chị mình cùng thưởng thức với hai chồng Nhung nha. Cơm canh chua cá kho tộ. Như thường lệ vẫn là cơm gạo lứt. Tưởng bữa anh xã Nhung bệnh tới nay là hai chồng Nhung ăn cơm gạo lứt không à. Chứ không ăn gạo trắng nữa. Giờ mời cô bán chị mình cùng thưởng thức với hai chồng Nhung nha.
cơm, canh chua, cá kho tẩu. Ăn uống xong rồi cô bác anh chị ơi, hôm nay là một ngày nghỉ ha. Đi shopping, shopper, đồ mua đủ thứ, đồ đạc tùm lum tùm la, mua đồ mắc cười. À, nói là đi mua đồ để trang trí cái phòng trên lầu của Nhung. Nhưng mà đi xong không thấy cái gì vừa ý cô bác anh chị. Nhung định đi mua mấy bức tranh đẹp đẹp nhưng mà không có tranh đẹp. Thời tiết chưa lạnh mà đã chuẩn bị đôi dép rồi nè. Thì bánh mì nè. Chi rồi đó. Chi với salad rồi đó. Dương. Em vô lấy đôi dép của em nữa ra hai chồng mang. Thời tiết chưa lạnh mà hai chồng chuẩn bị dép mang trong nhà là khí thế ghê chưa. Ông xã thì cái hamburger, còn của Nhung là con sâu. Chồng nó cắt. Cô hai cho chồng mắc cười chưa. Con sâu này cũng đã ăn trong lá, trong cải trong gì ra nè. Nè, lá cải nó đâu, nó ơ đâu. Công nhận hai chồng mắc cười quá. Để im cái chân xuống coi. Trời ơi. Dạ mà mắc cười quá à. Mắc dép chứ mắc cười gì. Hai vợ chồng có hai cái đôi dép không đụng hàng ai trơn á. Đập để cái chân xuống coi. Con sâu ăn lá cải. Đó, chưa lạnh mà hai chồng mình chẳng chuẩn bị dép ấm mang trong nhà rồi đó. Trong nhà đôi dép con xã dễ thương quá à. Cái hamburger. Cái hamburger này. Em mà nhìn cái muốn cắn luôn à. Bánh mì rồi bánh ơ rồi ha. Nhớ thương chưa. Con sâu nè có cái rau nè. Rồi à, vậy cũng được luôn đó. Mai mốt lạnh nè. Ừ, mai mốt lạnh tới là cơm ăn. Cảm nghĩ thế nào khi mang cái đôi dép đó? Ấm. Ấm. Dép trời ấm. 80 độ mà ấm. Trời 80 độ mà đôi dép mà khoái mang hoài không chịu tháo ra luôn. Độc lạ mà. Mang mà nhí nhây nhí nhảnh nãy giờ. Mắc cười chứ. Ủa anh làm sao nó sự đơn vậy? Anh quẹt hai cái nó cọ nhau hay vậy? Đó sao lông nó sụ chứ gì? Mà công nhận cái lông nó mềm ghê luôn cô bác anh chị nè. Vuốt xuống. Vuốt lên nó mềm ghê ha. Nè, vuốt xuống cho nó mềm. Cho nó theo chiều. Ô, nhìn dễ thương ghê giống như con thú nhiều bông vậy đó. Đẹp quá. Thấy cưng quá, thấy cưng quá. Thêm con này nữa nè. Con này thấy cưng nữa nè. À, Nhung chỉ mua được cái thùng rác thôi. Bây giờ tạm thời là mua thùng rác để trên đó chẻo nhiều khi Nhung có cần xài giấy tờ gì bỏ thì bỏ vô đó cho gọn á. Rồi để hôm nào Nhung sẽ đi tiếp tục đi tìm mua, Nhung sẽ mua một cái quả địa cầu. Cái đồng hồ thì Nhung đã mua xong rồi mà chưa gắn lên. Rồi Nhung định mua trái quả địa cầu hoặc là cái gì đó để trưng trên bàn, cái bình bông hoặc làm những cái chậu kiển, chậu cây gì đó. Mình đi trễ á. Cái người ta đóng cửa rồi nên là không có thời gian đó, nên là ngày hôm nay chỉ có bao nhiêu thôi. Thôi thì đến đây Nhung cũng xin phép được khép lại video tại đây nha. Chúc tất cả cô bán chị mình xem video vui vẻ. Nếu mà yêu mến hai chồng Nhung thì vui lòng cho Nhung xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ Nhung và nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới. Giờ Nhung xin phép được nói lời chào tạm biệt chị, hẹn gặp lại tất cả cô bán chị em mình trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.